Dạ vâng, em Tuấn Ô Tô Cũ Giá Rẻ Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Tuấn đến từ Hải Phòng. Bên em thì chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả mẫu ô tô đã qua sử dụng từ 2 chỗ cho đến 7 chỗ ngồi. Và cửa tiền là khoảng loanh quanh đâu đó khoảng 50 triệu cho đến 500 triệu quý anh chị bạn nhé. Và hôm nay thì em lên sóng quay báo giá review trực tiếp cho quý anh chị bạn tham khảo mẫu xe Get với cái màu sắc tương đối là đặc biệt luôn. Cái màu này trong hội chơi Get thì các bác không còn lạ lắm gì cả. Đấy thì em này được sản xuất năm 2009 các bác nhá. Cái tổng kết này thì cực kỳ là lành lặn và bền bỉ theo năm tháng, theo thời gian luôn. Và cái đồ gọi là thay thế sửa chữa nó quá trình bảo trì bảo dưỡng nó cực kỳ là rẻ và thông dụng trên thị trường hiện tại các bác nhá. Em này thì sản xuất năm 2009 này, nhập khẩu Hàn Quốc nguyên chiếc với cái động cơ trang bị cho mình là động cơ 1.1 cực kỳ khỏe luôn. Nó chạy ăn đứt dòng Kia Morning máy .0 luôn các bác nhé. Hiện tại em nó mang biển tư nhân, biển Hà Nội nữa, khá là ok luôn. Bác nào sinh sống làm việc tại Hà Nội nữa, em bác mua em này về thì bác tiết kiệm rất nhiều tiền vào chi phí và ra biển này các bác nhé. 20 triệu loanh quanh đâu đó 20 triệu tiền ra biển đấy. Bởi vì chi phí ra biển Hà Nội nó tốn rất là nhiều luôn. 30E22947 này. Và sơn gì thì nó mang nó sơn màu xanh coban các bác nhé. Màu xanh coban ạ. Màu xanh khá đặc biệt luôn. Đó, rất là đẹp luôn các bác. Cái dòng Get, cái dòng hatchback nhỏ gọn này, các bác mà sơn cái màu này nhìn con xe nó cực kỳ là có cái điểm nhấn, điểm nhá đi giữa cái phố phường đô thị hoặc là giữa cái tông chỗ gọi là đông xe cộ ấy lại rất là nổi bật luôn. Đấy thì em này nó sản xuất năm 2009 với phiên bản gọi là bản tầm trung. Cho nên toàn bộ hệ thống la răng của nó này, khi mà mua mới đấy, chủ cũ người ta không đặt cái bộ la răng thì cho nên là la răng sắt nguyên bản theo xe các bác nhá. Có bộ ốp la răng trông khá cứng cáp luôn. Đấy, sơn xi bên ngoài thì đương nhiên là bóng bẩy đẹp nét căng rồi. Mẫu xe này thì nó khá là thông dụng những mà vào năm 2009-2010 các bạn. Nó phải nó thời rất là hot luôn. Và đến thời điểm này thì nó cực kỳ là bền bỉ theo năm tháng, theo thời gian khẳng định qua mười mấy năm sử dụng các bác nhá. Toàn bộ hệ thống cánh cửa nó khi đóng vào rất là khít này. Ghế này đi rất là đầm chắc luôn. Và khoang cốp tạo cảm giác rất là rộng rãi. Nội thất cũng thế các bác nhé. Đấy, nhập khẩu Hàn Quốc nguyên chiếc đi rất là ok luôn các bạn. Đấy, không có rung lắc gầm bẹ rất là chắc luôn. Đấy, sơn xi thì bên ngoài thì khá là đẹp và đều xe. Đấy, toàn bộ hệ thống cốp sau đó là vuông hẻm sắc cạnh các bác nhé. Không có chỗ nào móp méo tôn vò cả. Đấy, thương hiệu của Hàn Quốc này nhìn nó khá là đẹp luôn chiếc ghế này các bạn. Đấy, cửa tiền em này thì loanh quanh đâu đó thì 152 triệu bạn. 152 triệu bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển. Bởi sao nó quay ra đấy? Bởi vì em này thì nó là hoàn toàn là không một phút taxi cả. Xe tư nhân gia đình chính chủ luôn. Đấy các bác nhá. Tư nhân gia đình chính chủ luôn. Không biết là qua bao nhiêu chủ sử dụng rồi. Nhưng mà chưa có một phút taxi vụ gì cả. Cho nên các bác hoàn toàn yên tâm vấn đề đấy ạ. Đấy, sơn xi tổng thành bên ngoài cũng như lốp dép em này thì nó khá là hao mòn rồi. Nó được khoảng tầm 80% thôi. Các bác đi một thời gian nữa các bác thay bộ lốp mới đi thì khá là ok luôn. Càng yên tâm hơn các bác nhá. Đấy, hệ thống đèn chiếu sáng của nó này. Cái quan trọng nhất vẫn là hệ thống đèn chiếu sáng của nó này. Sử dụng cho mình hệ thống đèn chiếu sáng, đèn halogen kết hợp đầy đủ hệ thống đèn gầm, đèn pha xương. Đấy, không có dấu hiệu gì gọi là chớp hơi nước hay là bị dập vỡ. Toàn bộ hệ thống của đèn cốp đầu của nó này khá là đẹp luôn, tôn vỏ không bị móp méo chỗ nào, cong vênh chỗ nào. Mà đăng kiểm em này dàn từ tháng 1 năm 2022. Đây các bác là thông tin của em Get này. Đấy, Get 2009 giá 152 triệu bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, nhập khẩu Hàn Quốc nguyên chiếc, động cơ 1.0. thì mức tiêu hao nhiên liệu của em này loanh quanh đâu đó khoảng 4.5 lít thôi. Đấy, các bác cứ đi tẹt thoải mái, căng chân phanh chân ga cho các bác đi cũng chỉ đến tầm thế thôi các bác nhé. Toàn bộ hệ thống khoang nội thất em này thì bọc bộ ghế da rồi, nguyên bản của nó là ghế nỉ, ghế da lòng là da bò này. Nhìn cái lòng da bò khá là sang trọng luôn các bác nhé. Em này thì nó có một túi khí an toàn trên phần vô lăng thôi. Đấy, một túi khí an toàn, nó gần như là bản đủ cái dòng gọi là bản tầm trung các bác. Vô lăng cũng là vô lăng gật gù và có đầy đủ hệ thống gọi là túi khí an toàn. Đấy, màn hình giải trí là màn hình DVD tích hợp đầy đủ hệ thống camera lùi. Đấy, toàn bộ hệ thống mặt táp ly táp lô nhựa lạc bên trong khoang nội thất khá là tươi đẹp luôn. Keo chỉ các cánh là nguyên zin các bác nhá. Keo chỉ các cánh là nguyên zin. Bởi vì dòng Get này nguyên bản của nó thì nó không có màu này các bác. Nó không có màu này luôn. Sau này thì về thị trường Việt Nam mà các bác có hội chơi Get ấy, các bác bắt đầu mấy nghiên cứu ra cái màu này. Thì các bác sơn cái màu này nhìn con Get là khá là cứng cáp, nó vuông hẻm sắc cạnh mà nhìn màu mè nhiều màu sắc nó khá là đẹp luôn. Nó tôn form dáng con Get nên nhìn khá là ok luôn. Đấy, mặt nhựa tabi của nó này khá là đều đẹp nhau luôn các bác. Khe hở nó toàn dường như là chưa bị tháo ra lần nào cả. Mọi thứ nó khớp nhau khít kìm khịt luôn. Đấy, cánh cửa đóng vào này khá là nhẹ nhàng luôn các bác nhé. Đấy, bên phía trước bên phụ đó. Còn phía sau bên phụ đây các bác này. Phía sau bên phụ là khá là đẹp luôn, toàn bộ hệ thống nhựa nó này khá là tươi và ok các bác nhé. 152 triệu bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển này. Bác nào đúng chân alo trực tiếp cho em Tuấn theo số điện thoại cũng như Zalo 0389726738 các bác nhé. Trần em này thì lên lớp trần da các bác. Trần này chân lên lớp trần da rồi. Cho nên xe tư nhân cho nên là người ta thích độ gì người ta độ các bác nhé. Không quan trọng nắm phần trần. Người ta lên trần da rồi thì nó giữ nhiệt rất là tốt luôn. Giữ nhiệt và chống ồn. Đấy, đường máng nước của nó các bác này. Đường máng nước của nó này. Khá là ok luôn.
sơn xi tổng thành bên ngoài, keo chỉ này, ốp phần nắp cốp chưa ra con nào đấy, ốp cột ốp kèo nó này chưa cong cớn và tôn vỏ được cả, keo chỉ các cánh cũng như phần nắp cốp này hoàn toàn nguyên zin các này, keo chỉ các cốp cũng phần cánh là nguyên zin luôn, khoang cốp này, gầm này các này, tôn vỏ bên trong bên gầm này khá là đẹp luôn, không có chỗ nào móp méo hay là han kín một gì cả. Bắt đầu đúng chân thì lỗ luôn cho em thôi, em để cho giá bác cực kêu luôn. Nói chung là không ai giao 10 bán đủ 10 cả. Bán tầm 8-85 nên là rất là ok luôn. Đấy. Toàn nội thống gầm này rất là sáng đẹp, không bị chảy xước gì cả, không móp méo, không chảy xước, cổ vô không bị han hỉ mục mọt, không có vết gò hàn nào. Đấy, toàn bộ thống gầm này rất là đẹp luôn các bác nhé. Không phải bàn cãi gì cả. Mẫu xe Hà Nội mà gầm này quá là ok rồi. Sáng choang luôn, gầm em này phải khẳng định là sáng choang luôn các bác nhé. Toàn bộ thống keo chỉ cũng thế này, hoàn toàn nguyên zin nguyên bản theo xe này. Phần keo chỉ nào cả, mặt tapi thì khá là sáng và đẹp luôn, nhựa nhạc nó nguyên bản thơm. Và những cái sơn này thì không ai sơn lại được các bạn, những cái sơn của phần hốc để tay để cống nước này không ai sơn lại được cả. Đấy, nguyên bản xem khá là khó để pha cái màu như thế chứ không phải là không sơn lại được, khá là khó để pha cái màu như thế các bạn. Đấy. Gương kính thì là gương kính chỉnh điện. Đấy, gương kính chỉnh điện các bạn nhé. Đấy. Mặt tapi khá là sáng và đẹp luôn, lên xuống kính là một cánh auto, ba cánh phải giữ chạy bằng cơm. Đấy, toàn bộ hệ thống gọi là nhựa nhạc bên trong khoang nội thất nó khá là tươi đẹp luôn. Đấy, em sẽ quay luôn phần khoang động cơ em này các bác nhé. Vô lăng nó cũng thế này, dấu hiệu hao mòn rất là ít luôn, dấu hiệu hao mòn chảy xước dường như không có luôn các bác nhé. Odo chuẩn mà có, nói chung dòng này Odo thì không tính làm gì các bác. Đấy, nhiều khi em mua về thì chủ cũ người ta cũng tua, bởi công nghệ nó rất là dễ, các bác tiếp cận cũng rất là nhanh luôn. Đấy, thì trên này nó báo 11 vạn nhưng thật ra nó phải rơi vào đâu đó, em này nó loanh quanh khoảng tầm 15 vạn là chuẩn các bạn, 15 vạn, tầm 15 vạn là chuẩn luôn. Bởi vì cái hệ thống vô lăng củ số nó khá là tươi đẹp luôn, không dấu hiệu hao mòn gì cả. Đấy, em làm xe cũng nhiều, cũng có một vài kinh nghiệm nhìn cái vô lăng củ số này cũng khá đẹp tay phạnh thế này, dấu hiệu hao mòn rất ít luôn. Đấy, rất là ít luôn các bạn. Nói chung là cũng loanh quanh tầm 15 vạn các bạn nhé. Sẽ chỉnh cho các bạn này. Z-Sac Odo này, chip của nó. Cái năm này nó hơi bị trục trặc tí các bác nhé. Này hơi trục trặc tí, có khả năng là tắt đồng hồ đi thì có thể nhìn được Odo này. 11.6756 km đấy. Túi khí an toàn đầy đủ. Em này thì nó không phanh ABS các bác nhé. Sau này bắt đầu dòng i10 bản đủ nó mới có phanh ABS. Thế hệ trước của dòng Vina i10 là dòng ghét này thì nó chưa có các bác nhé. Toàn bộ hệ thống gọi khoang động cơ nội thất của nó khá tươi đẹp luôn. Máy nổ êm ru luôn. Động cơ 1.1, máy một nổ êm ru. Keo chỉ để zin 100%. Máy này các bạn này, máy rất đẹp luôn. Mộc mạc. Máy rất là mộc mạc và đẹp luôn các bạn này. Hoàn toàn không hiện 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 tượng khí dầu gì cả. Đấy. Máy này thì nguyên zin các bạn. Ốc chân máy nó chưa ra con nào cả. Còn đâu toàn bộ hệ thống gioăng càng cò đã qua chỉnh sửa rồi. Đấy, qua chỉnh sửa một chút rồi. Ga một chút cho các bác nghe tiếng ga của em này này. Các bác này, cảm nhận này. Đấy, tiếng ga của nó rất là tròn tiếng các bác nhé. Rất là tròn tiếng luôn. Đấy, đầu răng tai đèn nó khá là đều đẹp luôn, không có móc méo cong vênh chỗ nào cả. Nói chung là khá là đều đẹp luôn, ốc nắp capo còn nguyên zin. Em này thì mất mỗi cái là nó đổi màu sơn sang màu sơn hội ghét thôi. Đấy, bác nào yêu ghét thì có thể là bác tham khảo luôn và tìm hiểu. Mày ghét đặc trưng của nó không có màu này. Sau này hội ghét Việt Nam thì anh em người ta mới tìm phát minh ra cái màu này. Nhìn nó xe khá cứng cáp và đẹp luôn. Máy nổ ít luôn, cổ đáo mộc mạc không hề tận gì đâu. 152 triệu cho chiếc ghét 2009, máy 1.1 nhập khẩu Hàn Quốc nguyên chiếc. Cái bác nào đúng chân thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738 các bác nhé. Và bác nào xem qua video của lần đầu tiên thì cho em xin một lượt đăng ký cũng như bật chuông thông báo để em liên tục cập nhật tất cả mỗi xe mới về. Trong ngày tại địa chỉ của em là chợ Tùng Khúc miền Bắc, km 47 Quang Trung, Lão Hải Phòng. Vâng, một lần nữa cảm ơn toàn thể quý chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại toàn thể quý chị bạn ở video sau ạ.